nào hết. Trên xe cô chú của mình chưa có ăn sáng đúng không ạ? Dạ chưa ăn sáng, thì tí xíu nữa là trong lịch trình của mình chúng ta sẽ có ăn sáng ở tại khu vực của mảnh đất Tiền Giang, ở một trong những cái nhà cực kỳ nổi tiếng, đó là ở tại khu vực của Mekong á cô chú mình nha. À, và trên xe của mình đó cô chú, cho Tính hỏi thăm tí xíu là cô chú mình có ai bị say xe không? Dạ say xe cho Tính thấy cánh tay phải ạ. Một. Dạ hai. Dạ ai có tiềm năng say xe mình cứ giơ thẳng cánh tay lên không ngại ngùng gì cả. Một hai. Dạ đi ngay thành viên này tí xíu nữa con sẽ gửi cho hai phần quà. Dạ tại vì khi mà ngày hôm nay đón cô chú của mình đó để đi đến với khu vực Cần Thơ á, thì hôm qua con cũng mới từ ở dưới quê con lên, quê con cũng ở tại khu vực của miền Tây Nam Bộ luôn, mà chắc có lẽ con sẽ không nói tỉnh thành nào, nhưng con sẽ gợi ý quê của con chỉ đứng sau thành phố Đà Lạt về các loài hoa thôi. Đối cô chú là ở tỉnh thành nào ở tại miền Tây Nam Bộ ạ? Miền Tây. Dạ Đồng Tháp chính xác. Dạ con ở Sa Đéc nghe. Thì người dân địa phương ở Sa Đéc á, họ có một cái loại bông rất là đặc trưng. Mỗi khi mà ví dụ như họ ra đường đó, họ bị say xe, họ sẽ cầm cái loại bông này để mang theo là hết say xe liền. Nhưng mà cái bông này chắc chắn 100% với cô chú là Tính nói ra là cô chú sẽ không biết, tại vì cái tên nó rất là lạ. Dạ bông ni lao, nghe lạ không ạ? Dạ bông ni lao. Dạ tí xíu nữa là hai thành viên này con gửi quà nha, con gửi hai cái túi ni lông nha. Dạ hai cái bao ni lông đó. Bông ni lao là bao ni lông đó. Dạ đối với cô chú của mình tí xíu trong buổi sáng để chúng ta có một cái không khí thật là tuyệt vời. Rất là vui khi được đồng hành cùng các cô chú đến từ vùng đất phía Bắc của Việt Nam. Chúng ta cũng có một cái sự kiện để chúng ta vào trong khu vực của Sài Gòn, và bên cạnh đó chúng ta cũng kết hợp đến với khu vực của miền Tây Nam Bộ trong 2 ngày 1 đêm. Thì sáng ngày hôm nay con xin phép đại diện cho công ty du lịch Phú Sĩ Travel gửi lời cảm ơn đến cô chú rất là nhiều đã tin tưởng và tín nhiệm công ty du lịch Phú Sĩ, và cho Phú Sĩ một cơ hội để được đồng hành cùng tất cả cô chú. Hy vọng rằng tất cả cô chú của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay và tối ngày hôm nay và sáng ngày mai sẽ có những khoảnh khắc tuyệt vời, những cái kỷ niệm thật là đẹp khi mà chúng ta đến với khu vực của đồng bằng sông Cửu Long năm 2023. Dạ hãy dành một tràng pháo tay thật là lớn đi cô chú mình. Dạ. Và lịch trình của đại gia đình chúng ta thì sáng ngày hôm nay Tính cũng nhận thông tin là đón 2 điểm. Dạ chúng ta sẽ đón một Tân Phú 1 điểm và Tân Bình 1 điểm. Hiện tại thì cũng đã đầy đủ hết tất cả các thành viên trên xe rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chính thức tạm chia tay một trong những nơi được coi là trung tâm thương mại của vùng đất phía Nam, một trong những nơi được coi là sầm uất nhất ở tại khu vực của vùng đất phía Nam, đó là Sài Gòn. Dạ và mình đi nếu như đi xuyên suốt luôn đến với khu vực của Cần Thơ, bởi vì á nếu mà đi như vậy là cô chú của mình sẽ chịu không nổi. Thứ nhất á là cái cung đường nó dài, thứ hai nữa chúng ta đi du lịch không phải là xe tuyến cố định, cho nên nó là mình sẽ phải có những cái trải nghiệm trong quá trình mà mình đến với khu vực của Cần Thơ. Và bây giờ mình sẽ chia tay Sài Gòn, mình đến với tỉnh thành lân cận, đó là Long An. Và chúng ta sẽ lên con đường cao tốc được gọi đó là Sài Gòn Trung Lương. Mình đến với mảnh đất Tiền Giang, mình sẽ dừng chân ở tại khu vực của nhà hàng Mekong để chúng ta thưởng thức một trong những cái đặc sản của vùng đất Mỹ Tho, đó là hủ tiếu Mỹ Tho nổi tiếng nha. Dạ, mình đến đây mình ăn sáng để nạp năng lượng để chúng ta có những cái trải nghiệm tuyệt vời. Thì khi ăn sáng xong cũng sẽ có một cái khoảng thời gian vừa đủ cho cô chú của mình chụp những cái tấm ảnh thật là xinh xắn ở tại khu vực của nhà hàng Mekong, bởi vì đây là một trong những nhà hàng đẹp nhất ở tại khu vực của miền Tây Nam Bộ, và đặc biệt là một trong những nhà hàng mà thông thường các đoàn, các tour đi ở miền Tây là đều sẽ ghé đây để ăn sáng. Dạ tại vì họ có cái không gian rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Và chúng ta sẽ chụp một tấm ảnh cùng với đoàn, dạ cùng với những người thân của mình. Sau đó rồi mình sẽ tự do mình chụp những cái tấm ảnh cá nhân tầm khoảng 15-20 phút gì đó sau khi ăn sáng. Lúc đó chúng ta sẽ quay lại lên xe và mình sẽ đi dao động tầm khoảng là 25 phút nữa để mình tiến thẳng vào trong khu vực của trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Tiền Giang, đó là thành phố Mỹ Tho. Mình đến với bến tàu 30 tháng 4. Lúc này thì sẽ có một bạn hướng dẫn viên nữa giống như Tính, nhưng hướng dẫn viên này sẽ không theo xuyên suốt đoàn giống như Tính 2 ngày 1 đêm, mà bạn này chỉ đón đại gia đình chúng ta ngay chỗ bến tàu vào 30 tháng 4, sau đó sẽ đồng hành cùng cô chú của mình đi trên cái khu vực của sông Tiền và đồng hành cùng cô chú của mình đi trong cái lịch trình của chúng ta đến với Long Lân Quy Phụng, 4 cồn nổi tiếng ở tại khu vực của mảnh đất Tiền Giang và Bến Tre, để chúng ta trải nghiệm qua những vườn trái cây, thưởng thức mật ong, chúng ta thưởng thức cái nghề làm kẹo dừa của người dân ở tại khu vực của vùng đất Bến Tre Tiền Giang này. Sau đó chúng ta sẽ ăn trưa ở tại khu vực của Cồn Phụng.
Và sau khi ăn trưa khu vực cột phụng xong thì lúc đó là cô chú của mình sẽ còn một khoảng thời gian nho nhỏ nữa để chúng ta đi tìm hiểu về cái nét văn hóa của người dân ở tại khu vực của những cái cồn mà chúng ta đi tham quan, và kèm theo đó nữa là tìm hiểu về một trong những cái đạo mà nổi tiếng ở tại khu vực của vùng đất Tiền Giang Bến Tre, mà khi mà đến đây không thể nào chúng ta bỏ qua được, đó là đạo Dừa. Dạ thì mình đi tìm hiểu, mình nhìn những cái công trình của ông đạo Dừa để lại đến tận ngày hôm nay, và chúng ta nghe về lịch sử, về cuộc đời của ông đạo Dừa, sau đó chúng ta sẽ tạm chia tay mảnh đất Bến Tre Tiền Giang, mình quay về lại khu vực của bến tàu 30 tháng 4, nơi mà buổi sáng ngày hôm nay khi mà cô chú ăn sáng xong chúng ta sẽ đến đó, thì mình quay về lại địa điểm đón bên bờ bên khu vực Tiền Giang, sau đó mình sẽ lên xe, lúc đó chúng ta sẽ tiếp tục hành trình mình chinh phục trên con đường quốc lộ 1A, hoặc là nếu như mà quốc lộ 1A không có kẹt xe thì đi quốc lộ 1 để cô chú trải nghiệm tốt hơn, còn nếu như mà có thể lên được cao tốc là chúng ta sẽ nối tiếp một cái con đường nữa, đó là con đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, để cô chú của mình đến với khu vực của một trong những cái cây cầu mà có mặt đầu tiên ở tại khu vực của miền Tây Nam Bộ, và một trong những cái cây cầu mà dây văn rất là đẹp, khi mà xây dựng xong là trong lòng của người dân miền Tây Nam Bộ rất là nao nức và họ rơi nước mắt luôn, bởi vì đây là một trong những cái công trình thông thương có thể hai tỉnh lại với nhau, đó là cái khu vực của Tiền Giang và cái khu vực của Vĩnh Long và Đồng Tháp. Thì chúng ta sẽ đến với cầu Mỹ Thuận xong, mình sẽ tiếp tục trên con đường quốc lộ 1A, mình tiến thẳng về khu vực Cần Thơ luôn. Có nghĩa là khi mà mình quay về lại khu vực Tiền Giang ngay bến 30 tháng 4, lúc đó dao động tầm khoảng là 1 giờ rưỡi đến 2 giờ chiều. Chúng ta sẽ đi tầm khoảng 2 tiếng rưỡi cho đến 3 tiếng để mình đến với Cần Thơ. Dạ, theo như dự kiến là tầm khoảng 4 giờ rưỡi, 5 giờ là mình có mặt ở Cần Thơ để nhận phòng. Và mình ở ngay trung tâm của thành phố Cần Thơ luôn, gần khu vực của Bến Ninh Kiều luôn. Mình ở khách sạn Sài Gòn Cần Thơ. Và ở đây là chúng ta sẽ nhận phòng và mình sẽ có một khoảng thời gian nhỏ để cô chú của mình trải nghiệm những cái dịch vụ và mình nghỉ ngơi ở tại khu vực của khách sạn mình. Sau đó thì nói chung là thời gian cũng ít thôi. Để cho tính 1 phút rồi. Quay trở lại thì chúng ta sẽ đến đó tầm khoảng 5 giờ, khoảng thời gian nho nhỏ dành cho cô chú của mình để chúng ta nhận phòng, và lúc đó chúng ta kiểm tra đồ đạc này nọ và mình sử dụng dịch vụ ở trong phòng, và mình sẽ tiếp tục là buổi tối là chúng ta sẽ có một cái bữa được coi là rất là đặc sắc, là mình sẽ dùng bữa tối trên du thuyền, mình sẽ trải nghiệm ăn tối ở trên khu vực của sông Cần Thơ. Mình ăn ở du thuyền Cần Thơ và mình nghe những bản đờn ca tài tử đặc trưng, một trong những cái văn hóa nghệ thuật đặc trưng ở tại khu vực của miền Tây Nam Bộ, và mình sẽ thưởng thức những cái món ngon của miền Tây Nam Bộ ở tại khu vực của du thuyền Cần Thơ. Và cái giờ mà để du thuyền chạy đó quý vị, thì chắc chắn Tính sẽ chia sẻ để cô chú của mình hỗ trợ giúp giùm Tính về vấn đề thời gian. Có nghĩa là ở đây là du thuyền họ không có đợi, mà đúng giờ là họ chạy thôi. Đó cho nên đó là mình nhận phòng xong thì Tính cũng trước khi mà mình đến với khu vực khách sạn thì con cũng sẽ chia sẻ về cái giờ là mấy giờ chúng ta tập trung xuống lễ tân để mình di chuyển qua bên cái khu vực của Bến Ninh Kiều mà mình lên du thuyền rồi mình dùng buổi tối. Chứ còn nếu như mà để trễ là họ không có tàu nhỏ họ đưa ra, đó là chúng ta sẽ lỡ bữa luôn. Đó, cho nên là giờ cô chú của mình hỗ trợ giùm Tính về cái vấn đề thời gian chiều nay đi cái du thuyền nghe cô chú mình nha. Thì sau khi mà mình ăn ở du thuyền xong
cô chú của mình sẽ có một buổi tối tự do ở tại khu vực của Cần Thơ. Khi về lại Bến Ninh Kiều, cô chú nào chúng ta đi chợ đêm thì Tính sẽ chia sẻ cái vị trí chợ đêm để chúng ta đi bộ, hồi mình cũng đi bộ về lại khu vực khách sạn luôn. Còn không thì mình cứ ở trên xe, xe sẽ đưa cô chú của mình quay về lại khu vực của khách sạn nghỉ ngơi. Và ngày mai buổi sáng chúng ta sẽ đón Bình Minh ở tại khu vực của Cái Răng. Mình sẽ thức sớm để xe đưa cô chú mình đến khu vực của Bến Ninh Kiều, và mình sẽ xuôi theo con sông Cần Thơ để tiếp tục mình đi trải nghiệm một trong những cái chợ được coi là văn hóa của người miền Tây Nam Bộ xưa mà vẫn còn lưu giữ cho đến tận ngày hôm nay, đó là chúng ta sẽ đi chợ nổi Cái Răng. Dạ, mình sẽ tìm hiểu về cái văn hóa, tìm hiểu về cái cách buôn bán của người dân miền Tây Nam Bộ ở tại cái khu vực của chợ nổi Cái Răng như thế nào, ra làm sao, có khác gì chợ trên bờ hay không. Thì mình sẽ đi dao động tầm khoảng 5 giờ sáng cô chú mình nha. Dạ, tại vì cái chợ nổi là một trong những cái chợ họp rất là sớm, họ gọi là thông thương nhất, họ gọi là sầm uất nhất là vào cái giai đoạn đó là 3:30 đến 4 giờ sáng là cái giờ mà họ tập trung nhiều nhất, và chúng ta đi 5 giờ thì vẫn còn được coi là sầm uất. Còn nếu như đi trễ hơn nữa là cô chú mình ra cũng thấy được là những cái tàu họ giao thương với nhau nhưng số lượng còn rất nhỏ, họ đã neo đậu hết rồi. Thay vì như thế, chúng ta đi chơi mình sẽ đi sớm tí để cô chú của mình có thể thấy được cái nét văn hóa của người miền Tây Nam Bộ xưa như thế nào. Sau khi đi chợ nổi xong thì chúng ta sẽ quay về lại khu vực khách sạn, có nghĩa là mình đi xuống bến tàu nào thì hội tàu sẽ đưa lại bến đó ở Bến Ninh Kiều. Mình sẽ lên xe lại để quay về lại khu vực khách sạn và cô chú thưởng thức những cái món ăn sáng ở tại khu vực của Sài Gòn Cần Thơ. Mình sẽ dùng buffet và sau khi ăn sáng xong thì mình sẽ làm thủ tục trả phòng. Dạ, giờ trả phòng dự kiến của đại gia đình chúng ta là 9 giờ. Mình trả phòng để tiến thẳng vào trong khu vực của Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Mình đến với một trong những cái làng du lịch sinh thái nổi tiếng, đó là Mỹ Khánh. Đến đây cô chú của mình có thể tham quan len lỏi qua những cái vườn trái cây, và bên cạnh đó là cô chú của mình cũng có thể tham gia những cái trò chơi, những cái văn hóa nghệ thuật ở tại cái khu vực của khu du lịch Mỹ Khánh. Và chúng ta sẽ ăn trưa ở đây, và sau khi ăn trưa xong thì lúc đó là mình sẽ xe bay và chia tay Mỹ Khánh. Mình hẹn Cần Thơ một ngày gần nhất mình quay trở lại, và trên đường về thì xe sẽ có ghé trạm dừng để cho cô chú của mình nghỉ ngơi, để đi vệ sinh này nọ, hoặc là mình có thể mua những cái đặc sản của người dân miền Tây ở, tại vì ở trong đây là họ có đủ đầy hết. Cho nên là cái lịch trình 2 ngày của chúng ta là như thế. Mua sắm xong thì mình sẽ quay về lại địa điểm đón ban đầu, và hành trình 2 ngày 1 đêm của chúng ta trọn vẹn, đó là cái lịch trình để cô chú mình nghe. Tuy nhiên nãy giờ Tính xong báo, Tính chia sẻ về cái những cái địa điểm tham quan trong lịch trình của mình, nhưng chắc chắn 100% không thể nào mà cô chú của chúng ta có thể nắm rõ được, nắm hết được đâu. Thôi thay vì như thế, khi mà trong quá trình đi, ví dụ như buổi chiều ngày hôm nay mấy giờ đi thì buổi sáng Tính sẽ thông báo, còn buổi sáng đi mấy giờ thì buổi chiều ngày hôm trước Tính sẽ thông báo cho cô chú của mình, để chúng ta có thể nắm trọn vẹn hơn về cái thời gian của mình, để chúng ta có một cái